Kênh của mình cũng chào bà con luôn nha. Thì bữa nay thì mình làm một clip ngắn để mình chia sẻ cho bà con xem khu vườn mít của hộ nông dân gần ở bên mình. Thì vườn mít này trong một giai đoạn trước là đã có chia sẻ cho bà con xem rồi, giai đoạn trái chỉ bằng cổ tay, mà bây giờ là mình thăm lại một cái vườn mít khoảng trên 2 tháng thì mình thấy những cái mít này trái nó sai và nó rất là mau lớn. Vì vậy là mình quay để cho bà con xem có một cái phần chi tiết thêm. Đó, trước mặt của mọi người là những cái mít đều mãn trái. Thì mít này ở phía trong bà con nhìn thấy nó nhỏ, chứ phía ngoài cái gốc nó cũng bự. Tại vì trồng khoảng trên 4 năm tuổi rồi. Thường thường mít là trồng 1 năm rưỡi là đã có thu hoạch. Nhưng 1 năm rưỡi là một cái bộ rễ nó chưa có đủ. Vì vậy trái nó cũng không có được bự lắm. Quà sao đen rất là nhiều. Cho nên 1 năm rưỡi thì trái nói chung ra mình thu hoạch cũng không có được bao nhiêu tiền. Cái vườn mít này trên 4 năm tuổi rồi thì bà con nhìn thấy một cái số lượng trái giống vậy đó. Nếu mà trúng giá thì hộ nông dân ở đây họ bán rất là nhiều tiền. Tại vì trong một cái giai đoạn khi mà mít từ 4 năm trở lên thì sao đen nó hạn chế rất là nhiều. Và một cái bộ rễ mít đó, nó phát triển mạnh thì cái trái nó mới bự. Có nghĩa là vừa đủ một cái sức để mang trái và vừa hạn chế sao đen thì giống vậy chủ vườn bán mới có tiền được nhiều. Để mình đi dài dài chia sẻ cho bà con xem tiếp. Thì bà con nhìn thấy họ trồng 3 hàng. Thì những cây mít nhìn thấy nó nhỏ, nó gọn, tại vì những cái hộ nông dân ở bên mình đa số là họ trồng mít là dọn đọt. Tại vì dọn đọt trong một cái giai đoạn khi mà mang trái giống như bây giờ thì họ săn sóc nó rất là dễ. Nó không có tốn một cái thời gian và chi phí nhiều. Giống như là mình không có dọn đọt thì mình tưới thuốc á, thì nó cũng hao tốn vì chi phí nhiều. Còn bao trái nó cũng hao nhân công. Và chim những cái chai thì nó cũng hao nhân công. Thì nhân công bây giờ nó rất là mắc. Cho nên là họ dọn đọt giống vậy thì một cái cách làm săn sóc trái sau này nó rất là dễ và nhanh. Đó, những trái mít trước mặt mình đều được chim trái. Tại vì chim giống vậy á, là để cho trái mít nó đừng có bị tật, chứ nó không có bị sâu. Nhằm khi mình không có chim thì trái mít nó nằm dựa vô một cái cây, mình tưới thuốc sâu thì nó không có thấm vào một con sâu, thì sâu nó không có chết, thì làm hại một cái trái mít đó, nó bị hư. Cho nên chủ vườn phải chim chai. Nhìn cây mít đó thì nó gọn, giống vậy thì mình chim chai nó cũng không có ngán, nó rất là nhanh. Tại vì đứng ở dưới mình chim chai và cách săn sóc cái này, cái kia, cái nọ thì nó cũng nhanh và lẹ. Cho nên vừa không có tốn chi phí nhiều và lại vừa không có mất một cái thời gian khi săn sóc. Ở mọi nơi không biết làm sao, chứ ở quê mình đa số là những người trồng mít thì họ đều dọn đọt giống như một cái vườn mít này. Thì họ săn sóc nó nhanh lẹ giống như từ hồi nãy giờ mình nói. Mình nhìn xa xa nhìn thấy một cái vườn mít trái lòng thòng thấy cũng ham. Cho nên là mỗi nhà vườn nhằm khi họ cũng biết trồng mít giá cả thì nó không có ổn định khi về khi khác, nhưng họ phải trồng. Tại vì tâm lý của mỗi nhà vườn nhằm khi họ trồng những cái cây gì mà nó mau phát triển và nó mau có một cái thành quả, đó là một cái vui đầu tiên. Còn một cái vui kế tiếp nữa là giá cả. Vườn mít này từ hồi nãy giờ bà con thấy cũng rất là ok. Tại vì trong một cái giai đoạn mang trái thì mình quay dài dài thấy chưa có trái nào bị sâu. Mà nói chung ra nhà vườn ở đây thì họ cũng không có sử dụng mà lưới để bao trái. Tại vì tưới thuốc sâu định kỳ là đủ rồi. Mình thấy là trồng mít nó nhẹ thuốc và nó nhẹ phân. Cái cách mà săn sóc nó cũng rất là đơn giản. Mà nhằm khi mình không có chuyên về vấn đề bên mít, cho nên là mình không có chia sẻ cho bà con về vấn đề kỹ thuật. Tại vì chia sẻ dễ đụng chạm.
Mà cái quan trọng nhất là mình trồng mít một cái đơn giản, mình hiểu một điều là hạn chế sơ đen là một cái liếp mà mình trồng cao nó mới đạt. Thì bà con nào mà có đam mê gì vấn đề mà trồng mít, hay là có một cái ý tưởng gì để trồng mít á, thì mình coi một cái miếng vườn của mình, cái liếp mà nếu mà nó thấp thì cũng đừng có nên trồng. Tại vì trồng á là nó hư một cái bộ rễ sơ đen rất là nhiều. Cho nên mình muốn trồng là mình coi một cái mặt liếp của mình và so sánh với một cái miếng vườn mình đang quay bây giờ, thì bà con nhìn thấy một cái mặt liếp của một cái miếng vườn này rất là cao. Vì vậy á, là mình trồng mít nó mới ok được ha. Đó, bà con nhìn thấy trái nào trái đó nó vẫn còn non mà nhưng nó rất là bự ký. Mít trong một cái giai đoạn còn xa nữa mới có bán, chứ không phải là những cái trái mít này là gần bán đâu, mà nhưng cái số ký của mỗi trái đều rất là nặng. Chủ yếu là mình chia sẻ cho mọi người xem là mang một cái tính chất tham khảo là vậy. Tại vì mình nhìn một cái mô hình giống vậy thì mình áp dụng theo một cái cách của bên mình thêm, thì giống vậy nó mới có một cái miếng vườn hoàn chỉnh. Chứ thật chắc ra bên mình thì mình cũng không có trồng mít, tại vì mình trồng đa số là bử, dừa và hạnh. Tại vì mình trồng những cái loại cây nào thì mình phải có một cái tâm huyết về những cái cây đó thì một nhà vườn nó mới đạt. Chứ nếu mà mình trồng bử mà mình nhìn qua một cái vườn mít, hay là mình trồng mít mà mình nhìn qua một cái vườn bử, thì chẳng khác nào giống như đứng núi này trông núi kia. Thì mình làm giống vậy nó không có một cái sự tâm huyết, cái nào không ra cái nào thì nó cũng không có một cái sự thành công. Cho nên mỗi nhà vườn đều có một cái cách lựa cây giống, cách tính, cách trồng khác nhau. Thì mình quay một cái vườn này, cái đầu tiên đó là mang một cái tính chất tham khảo. Còn một cái thứ hai đó là mình cũng mong cho nhà vườn trồng mít ở đây có một cái mùa bội thu, vừa trúng một cái số lượng mít và vừa trúng một cái giá nó rất là cao, thì giống vậy mình cũng rất là vui. Tại vì mỗi người đều có một cái cách trồng khác nhau, có nghĩa là một cái chí hướng nó khác nhau, nhưng cũng là một nhà vườn để trồng tạo ra một cái sản phẩm, thì giống vậy nó rất là cực. Vì vậy là mình cũng trông cho bà con ở quê mình trúng một cái đợt mít này kế tiếp nữa và kế tiếp nữa. Vườn mình thấy những cái mít nhỏ mới trồng, tại vì trong một giai đoạn khi mà mít á, mang trái, thu hoạch trái xong thì bắt buộc dù cho ít hay nhiều nó cũng phải hao hụt một mớ cây. Cho nên là họ chen những cây nhỏ giống như bây giờ. Đó, mọi người nhìn thấy vườn mít, nhìn xa xa trái lồng thồng trong một cái giai đoạn này rất là ham. Từ đây tới sau thì trái nó càng bự hơn thì mình nhìn nó rất là đẹp. Để mình đi dài dài mình chia sẻ cho bà con xem tiếp. Thì một cái vườn mít không phải là nó nhỏ đâu, nó rất là rộng. Tại vì clip nào cũng giống như clip đó, mà mình quay một cái clip thì chủ yếu là bà con nhìn thấy nó rõ là được rồi. Chứ nếu mình đi qua những cái clip bên kia thì mình quay nó cũng vậy, mà bà con nhìn thấy những cái clip bên kia thì hoàn toàn nó đều có mang trái hết. Thôi, mình cũng chia sẻ cho bà con từ hồi nãy giờ mang một cái tính chất tham khảo cũng đủ rồi. Thì mình cũng chúc cho bà con một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha.